Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Và các bạn đang xem series tự học làm WordPress cơ bản. Thì trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu qua một cái nội dung mới, đó chính là quản lý menu. Bây giờ các bạn truy cập vào cái trang web của mình bằng cách là chúng ta gõ cái đường dẫn của localhost ở trên trình duyệt nếu các bạn sử dụng SAM. Còn nếu các bạn sử dụng cài đặt WordPress trên hosting thì chúng ta sẽ gõ cái tên miền vào đây thì nó sẽ ra cái nội dung mà mình đã hướng dẫn như những cái video trước. Rồi, để truy cập phần admin thì chúng ta sẽ xuyệt admin. Trong bài này chúng ta sẽ đưa cái phần menu ra bên ngoài trang chủ. Đây, bây giờ các bạn nhìn sơ lược cái trang chủ một lần nữa đi. Chúng ta đối với giao diện này thì menu sẽ hiển thị nằm ở đâu. Tùy giao diện mà nó sẽ cho các bạn bố trí cái menu ở cái vị trí nào ở trên trang chủ. Thì đối với giao diện này thì menu nó sẽ nằm ở cái vị trí là ở đây, tức là vị trí ở bên góc phải, góc phải trên, song song với cái logo. Rồi, bây giờ để đưa menu ra ngoài thì các bạn sẽ vào admin, chúng ta bấm vào giao diện, chúng ta chọn là menu. Rồi, ở đây nó có sẵn cho chúng ta chưa, khi mà mới cài đặt WordPress thì nó chưa có cái menu nào hết ha. Ở đây các bạn sẽ tạo một cái menu, chúng ta sẽ nhập tên là menu chính. Rồi, các bạn bấm vào tạo trình đơn, trình đơn nó là menu đó các bạn. Rồi, sau đó các bạn chỉnh sửa menu cho nó phù hợp thì luôn luôn là có phần trang chủ ở đầu tiên rồi. Rồi, tiếp theo là những cái trang về dịch vụ. Mình đưa cái phần cái trang giới thiệu lên trước nha. Giới thiệu trang chủ nào rồi tới giới thiệu, rồi tới dịch vụ, rồi tới liên hệ. Và những cái bài viết, những cái chuyên mục của bài viết thì mình sẽ đưa nó ra ngoài luôn, để mà người đọc hoặc là khách hàng chúng ta vào, chúng ta có thể đọc được những cái bài viết giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình ha. Rồi, các bạn sẽ làm theo cái bước của mình nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo mới một cái đường dẫn, tạo mới một cái liên kết, mình đặt tên nó là blog. Đường dẫn là để dấu thăng, tức là cái đường dẫn của cái blog này nó không liên kết tới đâu hết. Các bạn bấm thêm vào menu. Rồi, sau đó các bạn bấm vào cái chuyên mục này, bấm vào cái nút là xem tất cả. Rồi, các bạn sẽ chọn toàn bộ cái menu mình đã tạo đó. Các bạn bỏ check cái chuyên mục là chưa được phân loại. Rồi, các bạn bấm vào nút thêm vào menu. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nè, từ làm đẹp cho tới cuối cùng là xu hướng mới, nó đều cùng cấp. Mặc dù là trong chuyên mục chúng ta là đã phân cấp cho nó rồi, cái nào là chuyên mục cha, cái nào là chuyên mục con rồi. Tuy nhiên là khi các bạn chọn xem tất cả và chúng ta thêm vào menu thì nó sẽ cùng một cấp. Bây giờ việc của các bạn là chúng ta sẽ sắp xếp lại cái từng cái cấp này, cái nào cha nào con, bằng cách là chúng ta kéo vào, chúng ta nhìn bên này nè, làm đẹp nè, rồi có thằng con là chăm sóc da khỏe và đẹp, tóc và trang điểm nè đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo vô một bậc, các bạn lưu ý nha, chúng ta kéo vô một bậc đó, nó thụt vô một xíu. Rồi, bây giờ thì nó hiển thị đúng rồi, làm đẹp là cha và bố mẹ là con. Rồi, tiếp theo về cái phần xu hướng là cha, hang này là con. Rồi, bây giờ mình biết có sao mình kéo vô bậc, xu hướng mới cũng kéo vô một bậc. Rồi, những cái menu này, những cái chuyên mục này các bạn sẽ đặt nó nằm trong cái phần blog, và mình sẽ nắm cái phần làm đẹp nè đó, kéo vô một bậc. Rồi, phần xu hướng nó cũng nằm trong blog luôn, cho nên là mình cũng nắm nó và mình kéo vô cho nó thụt vô một bậc đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái phần cấp rất là rõ ràng ha. Trong cái menu, trong cái blog thì mình có làm đẹp và có xu hướng, đúng không? Trong lòng đẹp thì có chăm sóc da, khỏe và đẹp, tóc, trang điểm. Trong xu hướng thì có bí quyết của sao và xu hướng mới. Rồi, cái phần blog của này thông thường nó không có nằm cuối và nó nằm trước cái trang liên hệ, thì các bạn nắm vào cái blog chúng ta đưa lên trên cùng, đưa lên trước cái trang liên hệ đó. Như vậy thì nhìn tổng quan là chúng ta đã tạo xong một cái menu hoàn chỉnh rồi.
Nhưng mà khoan từ từ, các bạn kéo xuống dưới nè, nó còn một cái nữa. Cái chỗ thiết lập menu là phần quan trọng. Các bạn phải chọn vào cái top primary menu thì nó mới hiển thị ra ngoài trang chủ. Nếu mà các bạn không chọn thì nó sẽ không hiển thị. Primary menu tức là menu chính. Menu chính là cái menu mà hiển thị ngoài trang chủ đó. Các bạn phải chọn ở đây nha. Sau đó chúng ta bấm lưu menu. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc ra ngoài trang chủ và chúng ta F5 lại là được. Các bạn sẽ thấy đây, phần menu của chúng ta đã hiển thị nha, theo đúng cái trình tự mà các bạn đã tạo ở trong admin. Đầu tiên là trang chủ nè, tiếp đến là trang giới thiệu nè, rồi tiếp đến là trang dịch vụ nè, rồi tới cái phần blog nè. Trong blog thì nó có làm đẹp nè và có xu hướng nè, rồi trang liên hệ nè, đó rất là gọn. Bây giờ ví dụ như mình bấm vào trang giới thiệu này thì nó sẽ có cái dòng màu đỏ ở trên cái tiêu đề là giới thiệu. Đây đây là cái nội dung của phần giới thiệu. Rồi các bạn bấm vào cái phần dịch vụ. Đây chúng ta đây là cái trang dịch vụ mình mới tạo. Rồi các bạn rơi chuột vào phần blog. Rồi chúng ta bấm vào cái chuyên mục nào mà có bài viết. Thì lần trước, những video lần trước là mình tạo bài viết nằm ở trong cái chuyên mục là bí quyết của sao, thì mình chọn bí quyết của sao để các bạn thấy. Đây, nó sẽ hiển thị ra những cái bài viết nào thuộc cái chuyên mục mà đã chọn. Rồi, cái trang cuối cùng là trang liên hệ. Đó. Về cơ bản là chúng ta đã xong. Về cơ bản là chúng ta đã xong cái nội dung của mình rồi. Quản lý menu. Thì trong cái video tiếp theo này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái quản lý phản hồi. Phản hồi ở đây có nghĩa là bình luận á, nhưng mà trong WordPress thì nó dịch thành tiếng Việt nó là phản hồi, thì nghe nó hơi học thuật một chút xíu, nhưng mà các bạn cứ nghĩ trong đầu nó là bình luận, giống như là bình luận Facebook, bình luận blog này nọ vân vân á, nó gọi là bình luận ha. Rồi ok, trong video này nếu các bạn có những cái câu hỏi gì thì hãy vui lòng đặt câu hỏi ở dưới cái phần bình luận trên YouTube này, thì mình sẽ trả lời các bạn. Các bạn có thể bấm like hoặc là share video nếu thích, và các bạn muốn nhận được những cái video mới nhất từ mình thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới, hoặc là bấm vào cái link đăng ký kênh ở cái phần mô tả. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.